Một cơn lốc xoáy quét ngang qua ngoại ô Tokyo của Nhật Bản khiến gần 70 người bị thương, hàng trăm căn nhà bị hư hại và mất điện toàn bộ khu vực hàng chục nghìn hộ dân. Ngày 2 tháng 9, một cơn lốc xoáy tại các thị trấn ngoại ô thành phố Tokyo đã khiến khoảng 70 người bị thương, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng chục ngàn hộ dân chịu cảnh mất điện. Hai thị trấn thiệt hại nặng nề nhất là Noda và Koshigeira. Tại khu vực này thường ít xảy ra gió lớn hay lốc xoáy, nên người dân không chuẩn bị đối phó và hoàn toàn bất ngờ trước những gì đã xảy ra. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cố hết sức cứu lấy các con mình. Gió rất mạnh hất tung mọi thứ lên trời. Tôi chẳng nhìn thấy gì. Thật sự từ trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ. Chưa bao giờ, quá sức tưởng tượng. Tôi rất sợ không biết nó còn xảy ra nữa hay không. Thật sự rất sợ. Theo truyền thông địa phương thì may mắn là những người bị thương không bị gì quá trầm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tạm thời mọi chuyện vẫn chưa ổn định lại vì nhà cửa, nhà máy cao ốc đều bị hư hại nặng, chưa sửa chữa được. Thậm chí đường dây điện vẫn còn đứt, đang chờ nối lại.